nếu Manchester United ký hợp đồng với Mbappé sẽ rất tốt cho ngoại hạng Anh vì sẽ có sự cạnh tranh giữa cả hai câu lạc bộ Manchester và các siêu sao của họ, Rock nói với OMG ngày 26 tháng 7. Mbappé có thể sẽ đưa Manchester United trở lại với vị thế là câu lạc bộ số 1 cả trong và ngoài sân. Manchester United không còn là câu lạc bộ số 1 trong nhiều năm, nhưng việc tuyển mộ Mbappé sẽ nâng tầm đội lên vị thế đó. Cựu tiền đạo người Trinidad và Tobago lấy dẫn chứng về tầm ảnh hưởng của Lionel Messi tại Inter Miami. Ngôi sao Argentina góp 3 bàn và 1 kiến tạo qua 2 trận đầu, giúp Inter Miami cắt chuỗi 11 trận không thắng, gồm 8 thất bại. Sự có mặt của nhà vô địch World Cup 2022 còn biến Inter Miami thành một trong những câu lạc bộ được theo dõi nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông. Bạn thấy những gì Messi đã làm tại Inter Miami? Tôi nghĩ đó là những gì Mbappé sẽ làm với Manchester United nếu không ấy đến Old Trafford, Rock nói tiếp. Mbappé sẽ khiến Manchester United khác biệt với những câu lạc bộ còn lại. Ngoại hạng Anh đã là giải đấu số 1 thế giới và sẽ càng được nâng tầm với Mbappé. Rock nhấn mạnh Manchester United sẽ là ứng viên vô địch ngoại hạng Anh thứ hai sau Manchester City nếu tuyển mộ Mbappé, và thương vụ sẽ có tác động lớn như việc đưa Ronaldo trở lại sân Old Trafford năm 2021. Với sự góp mặt của tiền đạo Bồ Đào Nha, mức độ tương tác trên mạng xã hội của Manchester United như lượt chia sẻ, lượt thích và bình luận tăng gần gấp đôi, lên hơn 2 tỷ lượt chỉ trong 12 tháng đầu. Nhờ đó, Manchester United lần đầu vượt mặt Barca và Real để trở thành câu lạc bộ có lượt tương tác lớn nhất trên mạng xã hội toàn thế giới. Ronaldo cũng là ngôi sao số 1 Manchester United với 24 bàn trên mọi đấu trường mùa giải trước.